Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khang Gia Đình TV. Ngày hôm nay, video clip này sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn về cây trầu bà cột. Một biểu hiện của cây trầu bà cột mà các anh chị đang quan tâm, đó là hiện tượng vàng lá của cây trầu bà cột. Vậy, lá cây trầu bà cột nó bị vàng là vì nguyên nhân gì? Và làm sao để khắc phục cái việc đó? Xin mời các bạn hãy cùng Ngọc Khang Gia Đình xem video clip sau đây nhé. Một trong những nguyên nhân mà làm cho cái trầu bà vàng lá thì phải kể đến đó là do thay đổi pH nước các bạn nhé. Thì đây là tình biểu hiện của cây trầu bà vàng lá do thay đổi pH nước, và đa số những cái cây trầu bà mà chúng ta mới đưa về chúng ta trồng thì nó đều bị tình trạng này hết. Rồi các bạn hãy nhìn nhé, đây là biểu hiện của nó đây. Và khi các bạn xử lý thì nó sẽ giải quyết được vấn đề là cây nó sẽ không bị vàng như thế này nữa. Và những cái lá vàng như thế này thì các bạn không thể nào khôi phục nó được đâu các bạn. Và các bạn chỉ có việc là phải lặt bỏ nó đi. Các bạn chỉ việc lặt bỏ nó đi thôi là xong. Đây các bạn hãy lặt bỏ nó đi nha. Và khi bạn lặt bỏ như thế này rồi, nếu như các bạn không xử lý thì các lá khác nó sẽ bị vàng tiếp tục. Và một trong những các lá mà nó sẽ bị vàng là các bạn hãy xem này. Đây những cái lá này là có nguy cơ nó sẽ bị vàng các bạn. Nó đang có màu ngã vàng đây, và nó sẽ bắt đầu nó sẽ chuyển sang vàng như những cái lá này nếu các bạn không xử lý. Thì đa số tại sao mà cái cây, những cây trầu bà mà các bạn đa số những cây mới trồng hoặc là những cây các bạn mới mua về mà người ta đang mới trồng thì nó đều rụng hết toàn bộ lá chân, là đó là nó vì tình trạng như thế này các bạn. Nên mình khuyên các bạn một điều là khi mua cây trầu bà nên các bạn đừng bao giờ mua cái cây ở bên ngoài xong các bạn về các bạn tự trồng vô, hay là các bạn mua cái cây mà mới trồng. Ít nhất các bạn phải lựa chọn cái cây mua trầu bà mà đã trồng được ít nhất là nửa tháng đến một tháng rồi các bạn hãy mua nhé. Như thế cây các bạn sẽ ổn định hơn. Khi mà cái cây mà cái lá trầu bà nó bị nhiều nước tưới nhiều thì cái biểu hiện vàng của nó sẽ không giống như thế này. Và các bạn sẽ để ý rằng là các cái viền lá của nó sẽ có cái màu đen, viền lá của nó sẽ màu đen, hoặc là sẽ bị từng đốm úng các bạn, từng đốm úng trên lá chứ nó không bị vàng lá như thế này. Để các bạn phân hiểu rõ về cái trầu bà vàng lá, mình sẽ làm một cái video về cái trầu bà vàng lá do chế độ tưới nước sau để các bạn hiểu rõ hơn nhé. Các bạn phải lưu ý điều đặc biệt là phải phân biệt được cái lá trầu bà nó bị vàng là vì nguyên nhân vì sao nhé. Thì lúc đó chúng ta mới có cái giải pháp phù hợp tương ứng để giúp cho cây trầu bà của các bạn được khỏe mạnh. Thì với trường hợp như thế này thì các bạn hãy xử lý bằng cách như sau. Đầu tiên các bạn phải giúp cho cái cây trầu bà của mình nó ổn định với cái môi trường mới, tăng sức đề kháng cho nó, giống như con người chúng ta thôi. Thì chúng ta khi chúng ta suy yếu thì chúng ta có thể là sử dụng cái gì các bạn, đó là vitamin C đúng không. Thì cái cây cũng vậy, cái cây thì khi mà cái cây ở trong tình trạng trạng thái suy yếu hoặc trạng thái mà không thích nghi được với môi trường mới, các bạn hãy sử dụng cho mình là B1. B1 có rất nhiều loại, các bạn có thể sử dụng tùy loại B1 nào cũng được. Tuy nhiên thì trong mình hay sử dụng thì chỉ B1 thông thường này thôi, cũng không cần phải cao siêu lắm đâu, trong cái khoảng mức mà cho phép mà các bạn có thể sử dụng được. Sử dụng B1 các bạn hãy phun hết ướt đều lên toàn bộ lá và gốc cả thân nó các bạn nhé, để giúp cho cái cây của các bạn thích nghi với một cái môi trường mới. Cái điều đầu tiên thứ hai mà các bạn cần phải làm đó là hãy xử lý cái bộ rễ của nó. Khi các bạn sang một cái chậu cây mới thì đương nhiên cái rễ cũ nó đang nằm ở trong một cái giá thể mới, để nó tiếp xúc và nó gắn kết với một giá thể mới thì các bạn phải tạo cho nó, tức là các bạn phải bổ sung cho nó một cái rễ rễ để cho nó giúp cho cái rễ bộ rễ nó phát triển và bám vào cái giá thể mới, thì lúc đó cây của bạn mới khỏe được. Thì mình sử dụng thì chỉ có 3N3M thôi, cũng không cần phải kích thích rễ cao siêu gì đâu. Những cái thứ này là mình cũng đã sử dụng cho cây ổn định rồi. Thì một cái điều mà các bạn lưu ý nữa là để cân đối pH cho cái cây trầu bà của bạn, thì ngoài việc xử lý cấp thời
hai cái mình đang chia sẻ, thì cái sâu xa nhất các bạn cần phải cân đối đó là các bạn hãy sử dụng cho mình là mật thủy đường. Các bạn hãy hòa mật thủy đường để tưới cho cây trầu bạc của bạn nhé. Thì như thế cây trầu bạc của bạn sẽ thích nghi với cái nước của mình hơn, và các bạn từ đó nó sẽ giúp cho cái cây hấp thụ dinh dưỡng dưỡng chất tốt hơn. Khi rễ khỏe thì cây mới khỏe, khi rễ có vấn đề thì chắc chắn rằng là cây của bạn sẽ yếu thôi, cũng giống như con người chúng ta thôi. Khi các bạn đi được, các bạn sẽ làm rất nhiều thứ. Khi các bạn ngồi một chỗ, các bạn không thể làm được điều gì. Nếu các bạn xem video thấy hay và ý nghĩa thì hãy like và share cho mọi người cùng xem, và nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Ngọc Khang Gia Đình TV nhé. Ngọc Khang Gia Đình TV nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở video clip lần sau.